Vừa không bác? Đấy, cố để cho nó vừa. Xin chúc mừng. Ui, xe này thì yên tâm, thoải mái luôn. Sắm về có sang bác? Ngay bán điện đấy mà. Thế tiện xe thửa luôn cái chậu. Thửa luôn cái chậu nếu mà nhà chưa có. Làm chỉ cái chậu 40 thôi, 40 80 thôi. Vâng. Xong rồi là làm cái tiểu cảnh. Đúng rồi. Đang dài theo theo cái chiều tán này này. Bác xoay ngang đi ạ. Nghiêng. Đấy, lọt hết. Treo lên bên này nè. Đấy. Đi chợ đi mua cây được cây mang về sướng rồi. Sung sướng. Hay quá, năm điện. Cây mà toàn cây cho đi. Đấy. Có nhiều lúc cây cho đi nhưng cái mình vẫn đang cái. Rồi, chúc mừng. Đi chợ bao nhiêu năm mà có người nhà ở đây mà không biết. Quay xin phép quay mấy cây của bác Đức. Bác Đức là người nhà chỗ của bác cụ ngày xưa. Cũng là có tể trồng chỗ không biết bao bao nhiêu năm. Vâng. Đây năm điền thôi, và năm điền. Không biết bao nhiêu năm ấy. Một cây như này có giá khoảng bao tiền bác? Cái này thì sáng khách tôi trả bác được 250. Đấy, mong muốn giá mình bán được là khoảng nó cây này nếu mà bán được nó phải tầm 350 thì bác bán được. Và bởi vì nó là một cái chuỗi thời gian bác làm quá lâu, tiền rất là dài, rất là dài. Đấy, nó cũng, giá nó hợp lý. Đấy, chuẩn bị. Ba triệu rưỡi. Bé ông trả 2,5 triệu thì bên này cả cộng đa là 5,5 triệu. Đấy. Và cái cây con con đi anh. Bởi cái cây con đằng kia mà toàn quát 5-7 triệu rồi. Còn như này. Ở phía đằng này đây thì là hoàn toàn là người tự sản tự tiêu. Vâng. Đó. Vế ở đằng bên kia thì hoàn toàn là những người mua buôn, người ta mua buôn, người ta thương mại. Vâng. Đấy. Có diện tích có cái nhà để cây này thì hay quá. Năm điền đấy. Cây bác ơi. Năm điền. Cho vào cái hang ấy là khác ngay. Bình thường anh tôi là đang mua một cái gì thì bảo vào tôi nhìn quá quen luôn. Bác có một số cái cây tùng. Tùng ở đây. Đi chợ gặp người nhà. Cái này à? Người nhà xịt luôn đấy bác. Mà bao nhiêu năm nay mới nhập ra thì tôi ít hiểu quê. Không bao giờ có cái gì đấy bác ơi, trà 200 bác ơi, cho anh dây được không anh ơi? Không tức là anh phải đánh giá nó cái chỗ này đúng không? Nó là cái năm điền hay tùng. Tùng này. Cặp tùng. Gọi là bác Đức Tùng. Có biệt danh là bác Đức Tùng, chuyên buôn bán tùng. Nam Điền thì sao ngậm được hết. Được. Nam Điền ngậm được hết. Khỏe ở chỗ đấy. Quê thì có. Đục nó đi xong rồi bôi thì chạo vào rồi ngậm được ngay. Sau đó lại nó lại co lại nó quái. Cây này đưa vào cái chậu cái. Vâng, cho cái ăn. Cái ăn nhỏ thôi.
ở ngoài kia để quát ở gần trục. Quan trọng là có cái nhà nó rộng rộng để có cái sân, cả căn nhà xưa để có cái sân. Cuộc thu vé của chủ cây đây. Đây, bên đồng này có bắt đầu có những cái thùng lá hán nó mất kỹ hơn. Nó cuối chợ. Này mấy đồng ấy, con này mấy đồng các bà chủ ơi? Đây đây 700 thôi. Thế con cây nhỏ này? Cây nhỏ này? Cây nhỏ 9 triệu. À nhiều tiền hơn. Triệu. Cây to thì rẻ hơn cây bé. 9 triệu. Tùng. Tùng La Hán 9 triệu. Rồi sang đó là cây của ông Trung đây, Cẩm Thị à. Cẩm Thị đây bao nhiêu tiền đây không biết. Chẳng biết. Xanh ôm đá cũng ôm kỹ ở đây, ôm cũng lâu năm ở đây. Đâu à? Cứ ngồi đấy nhá. Dâu toàn ngồi ở trong chả chịu báo giá gì cả. Gì đây? Đây là si nhỉ? Đây là si. Đúng rồi. Si thì phải, hình như là si. Cốt hay đấy. Trời ơi đẹp quá. Đẹp, à, thích cây là tốt đấy. À, đây. Thích cây. Si. Rồi. Đẹp đấy, bám đá sâu rồi đấy. Nuôi được bé em. Vâng. Lẽ hôm kín rồi. Không thích nhiều rễ thì tỉa vớt. Được. Đá nguyên bản. Trên cây an toàn bằng đá. Chọn toàn bằng đá đẹp.
Đây là si à anh Trung? Si đúng không? À hay nhỉ. Làm dây đọc cây nào. Si này. Này là hơn 1 đồng nhỉ. Đồng 2. Đồng 2, còn kia là cầm thị là cầm thị 6 triệu. 6 triệu. Còn này là Này là 5 triệu rưỡi. Triệu rưỡi. Này là Này là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Đuối. Đuối. Đuối là 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Đấy. Có gì ông nào thích thì alo nhá. Đấy. Cái này là của ông Trương mất rồi. Si búp hồng. Đây là sạch sẽ cây. Cây nào ạ? À? À mua rồi gì? Vâng, hay quá. Là mấy đồng đấy ạ? 2 đồng. Đấy. Chúc mừng bác ạ. Lên xe rồi bác. Bác cho lên xe. Chúc mừng bác anh. Đấy. Đấy, giao dịch xong rồi.